Kinh văn. Thế nào là hai thứ vọng kiến? Một là biệt nghiệp vọng kiến của chúng sinh, hai là đồng phận vọng kiến của chúng sinh. Giảng: hai thứ vọng kiến nói trên khiến cho mọi loài chúng sinh phải trôi lăn luân hồi sinh tử trong lục đạo, sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh, sống chết không hề gián đoạn, dòng luân hồi sinh tử không bao giờ dứt hẳn. Do vì các thứ vọng kiến này sai sử con người phải trôi lăn trong dòng sống chết. Thế nào là hai thứ vọng kiến? Một là biệt nghiệp vọng kiến của chúng sinh, có thể gọi vọng kiến do nghiệp riêng của từng chúng sinh, và vọng kiến đồng phận còn được gọi là vọng kiến do cộng nghiệp. Biệt nghiệp là những gì khiến cho quý vị khác hẳn với mọi người, đó là nghiệp riêng của chính quý vị, không giống như nghiệp của những người khác. Biệt nghiệp vọng kiến có nghĩa là quý vị có riêng quan niệm và cách hành xử riêng biệt, nên nghiệp quý vị tạo tác cũng riêng biệt đối với quý vị. Biệt nghiệp vọng kiến của con người khiến cho họ kiêu kỳ lập dị, có nghĩa là họ tự thấy mình không giống như những người khác, họ luôn luôn thấy mình khác hơn những người tầm thường, và nghiệp họ tạo ra cũng rất đặc biệt. Sao vậy? Vì ai cũng muốn mình là đệ nhất, ai cũng muốn mình đứng đầu cả. Làm gì nghiệp của mỗi người đều khác biệt nhau, đây cũng là một thứ vọng kiến. Biểu hiện sự kiêu kỳ lập dị đều là những ví dụ cho vọng kiến. Nó cũng là biểu hiện của vọng tưởng, vọng nghiệp, tà hạnh. Biệt nghiệp mà có đều được tạo ra từ tâm vọng tưởng. Vọng tưởng có một bản ngã, càng cao càng tốt. Con người tự gán cho mình một dạng đặc biệt, và nghiệp riêng là kết quả từ đó. Hai là đồng phận vọng kiến của chúng sinh. Đồng phận là những gì giống như mọi người khác, còn được gọi là cộng nghiệp, gồm những hiện tượng như thiên tai, hạn hán, đói khát, chiến tranh, trời tối, động đất khiến vô số người bị chết, hàng trăm ngàn hoặc triệu, ngay cả đến 10 triệu người chết một lúc ở chỉ một nơi. Đó là cộng nghiệp. Đồng phận vọng kiến là vọng kiến tạo ra loại cộng nghiệp này. Vì chúng sinh mê mờ, xem vật làm mình và nhận vật làm con, tạo ra đồng phận vọng kiến, có nghĩa là tạo ra cộng nghiệp. Đó là vọng kiến được tạo ra từ vọng tưởng. Kiến ở đây không nhất thiết có nghĩa là thấy, mà có nghĩa là quan điểm, quan niệm. Quan niệm chung của nhiều người, quan điểm của mọi người đều giống nhau. Vọng tưởng của chúng sinh tạo nên cộng nghiệp này, và thế nên họ phải chịu quả báo sai lầm. Nên nói khởi vọng tưởng tạo vọng nghiệp và phải chịu quả báo. Xưa nay họ vốn không hiểu đó là cách họ tạo ra nghiệp, một khi đã tạo nghiệp rồi thì phải chịu quả báo. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe về quả báo do cộng nghiệp. Ở Trung Hoa vào năm Dân Quốc thứ 33, năm 1944, tỉnh Hà Nam trải qua một trận hạn hán. Không những trời không mưa mà còn xuất hiện từng đàn châu chấu. Mỗi khi nó đến là bầu trời trở nên tối tăm. Mỗi con châu chấu dài khoảng 3 đến 4 inch, 1 inch bằng 2,54 cm. Nó bay lên trời, chẳng làm gì cả, chỉ ăn cây cỏ ngoài đồng. Nó bổ nhào xuống và ăn sạch những chồi non, bất kể loại cây gì đang mọc. Đám châu chấu thật hung tợn, nó đến từng đàn, che kín cả bầu trời. Đất trời trở nên tối tăm. Chỉ một cái lưới bắt bướm, một cú vớt nhẹ là người ta bắt được rất nhiều châu chấu. Họ mang về nhà để ăn, vì lúc ấy chẳng có chút thực phẩm nào cả. Họ đành phải ăn châu chấu. Châu chấu phá hoại mùa màng, thế nên người ta ăn châu chấu. Phần nhiều, Phật nhãn của trẻ con dễ khai mở hơn. Vào lúc ấy, nhiều đứa trẻ thấy không biết vì sao mà có quá nhiều châu chấu trên trời. Chúng nó thấy có một ông già trên không trung với râu tóc bạc phơ, miệng ông đang phun ra châu chấu. Không biết cách nào để tính thử xem một lần ông phun ra thì có bao nhiêu con châu chấu rơi xuống đất.
dày hơn cả gót chân, không những chỉ một nơi mà khắp trong vòng bán kính dài trăm dặm. Quý vị không cho sự kiện này lạ kỳ hay sao? Đây thực là ví dụ cho cộng nghiệp, cho vọng kiến đồng phận. Người ta bắt châu chấu đem về nhà nấu ăn, nhưng khi dọn lên bàn để ăn thì chúng biến thành phân người. Châu chấu tự hóa thành phân người, nó không đợi đến khi người ta ăn xong mới biến thành phân. Không lạ kỳ hay sao? Dù người ta có đói bao nhiêu chăng nữa, họ cũng không thể nào ăn phân của chính mình. Nghiệp chướng của họ như vậy đó, kinh khủng như vậy đó. Việc ấy làm sao chẳng phải do vọng kiến. Người ta lánh nạn từ Hà Nam sang Tràng An, kinh đô về hướng Tây, khoảng cách chừng hơn 800 dặm. Hàng ngày số người chết đói trên đường nhiều không thể nào tính được. Khi người chết vì đói, càng đói họ càng cười. Họ chết cười trên đường. Thế nên tôi nói, chết đói không có gì là xấu. Đó là những gì đã xảy ra ở Trung Hoa vào năm Dân Quốc thứ 33. Không chỉ một người mà nhiều người đã kể cho tôi nghe chuyện ấy. Tôi không chứng kiến chuyện ấy một mình, còn có nhiều pháp sư đã chứng kiến và kể lại. Họ là những người đã có mặt trong thời gian đó và chịu đựng trận đói kinh hoàng. Tôi không hỏi các vị lúc ấy có ăn châu chấu hay không, thế nên bây giờ quý vị cũng đừng hỏi tôi chuyện ấy làm gì. Kinh văn. Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? A Nan, như người thế gian bị bệnh nhắm mắt, ban đêm nhìn đèn sáng, riêng thấy quanh đèn có vòng tròn năm màu bao phủ. Giảng. Phần trên tôi đã giải thích tổng quát biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến. Bây giờ Đức Phật sắp sửa giải thích chi tiết về biệt nghiệp vọng kiến. Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? A Nan, như người thế gian, giống như mọi người đang sống trên đời, bị bệnh nhắm mắt, tức là bị một lớp màng màu đỏ phát sinh và bao phủ lấy tròng mắt, nên ban đêm nhìn đèn sáng, riêng thấy quanh đèn có nhiều lớp vòng tròn năm màu bao phủ. Biệt nghiệp khiến cho con người đặc biệt khác hẳn với những người chung quanh. Vì dạng người trong ví dụ của Đức Phật muốn bày tỏ tính kiêu kỳ lập dị của mình, họ đã thọ nhận quả báo không giống như mọi người chung quanh. Mắt của người này bị bệnh, nên khi nhìn thấy đèn, ánh sáng bị biến đổi. Nó phát ra những quầng sáng. Bao quanh đèn là một vòng tròn ngũ sắc vàng, đỏ, xanh, trắng, đen. Các màu sắc rất đẹp, trùng điệp, nhiều lớp, có nghĩa là không phải chỉ có năm màu, mà có hàng ngàn màu tím, hàng ngàn màu đỏ. Những màu ấy quý vị chưa từng thấy bao giờ. Quý vị cho rằng những màu và các dòng ngũ sắc ấy có thật hay hư giả? Chẳng hạn, vốn không có vấn đề gì đối với con mắt của mọi người cả, nhưng con người lại tạo nên vấn đề. Vấn đề gì? Họ thấy không rõ. Họ phát khởi vọng kiến. Họ nhìn bức tường và thấy nó biến thành vô số màu. Thấy năm màu rồi biến thành trắng đục. Làm sao tôi biết được chuyện ấy? Có lần tôi gặp một người có lẽ đã dùng LSD, một loại ma túy mạnh gây ra những ảo giác, hay một thứ ma túy nào khác không rõ. Nhưng anh ta cứ nhìn vào tường rồi cười ha hả thật lớn tiếng không dứt. Tôi hỏi anh ta, sao anh lại cười như vậy? Nhìn kìa, anh ta đáp, vô số màu sắc. Ồ, nhiều màu, rất đẹp. Bây giờ chắc quý vị biết anh ta cũng giống như trường hợp người bị nhắm mắt rồi chứ. Cơ bản là mắt vốn chẳng có gì sai lầm cả. Người anh ta đã dùng ma túy hoặc thuốc kích thích, nên chính anh ta điên đảo đến nỗi khi nhìn vào tường thì thấy nó quằn quại trong vô số màu sắc. Nhưng anh ta lại thấy loại màu sắc khác. Ai không dùng thuốc này sẽ cho rằng anh ta nằm mơ và nói nhảm. Mắt anh ta vốn chẳng có bệnh gì, chính anh ta gây ra vấn đề này. Bây giờ Đức Phật giải thích câu hỏi này chi tiết hơn. Ha ha ha, 问三摩地娑